nên có uy tín mà xử phạt như vậy đó thì làm gương cho rất nhiều người. Tức là luật pháp công bằng, không thể vì mình là người tôn giáo mà tha tội cho một kẻ xấu. Thì lần này đó tôi đạo chức tức là phạm tội nặng quá, tức là trộm cắp tài sản của vua, cho nên là phải xử tử chết bằng một hình phạt nặng nhất. Tể Túc đã sai các gia nhân của mình đem ra một cái chảo nước nóng, lửa đốt hừng hực bên dưới, và bỏ tên đạo chích tay chân chối lại để không cho vùng vẫy vào trong cái nồi. Nước nóng ngày càng dâng đến vài chục độ, khoảng chừng 40 độ thôi là đạo chích đã chết rồi, và tiếp tục nung cho đến 100 độ. Thì trong lúc mà cái hành động đun được diễn ra đó, thì Tề Túc đã yêu cầu tất cả các gia nhân đứng đầy xung quanh cái chảo thật là lớn này, và chính bản thân ông cũng đứng đó ở trên nhìn xuống, và tất cả dùng kính lúp, kính một cái loại để có thể làm nhân cái tỷ lệ của sự vật lên gấp nhiều lần, và tất cả không nhốt mắt để xem có thần thức nó xuất ra cái chỗ nào. Tất cả những người chứng kiến đều kết luận rằng là không hề thấy thần thức ở đâu hết á. Khi đun tới 100 độ thì ông mới ra lệnh mở cái nắp ra, quan sát trên và dưới cũng thấy rằng là không có thần thức nào đã chạy qua chạy lại, chạy lên chạy xuống, chạy tới chạy lui, mà người đã chết queo rồi. Từ đó ông kết luận rằng là thần thức không có trong cơ thể sau khi chết, do vậy nó không có cái tiến trình gọi là đầu thai. Dưới nhiều cảnh giới, trời, Atula, người, súc sinh hay là ngạ quỷ, nếu có thì mày xuất ra cho ta thấy chứ. Lý luận này là khá bén, khá logic. Tôn giả Ca Diếp trả lời thế này: thưa hiền giả Tề Túc, hẳn rằng là một người tâm linh, cho nên có lúc đó, ông đã có những giấc mơ rất đẹp về những cái cảnh của cõi trời hay là của Phạm Thiên, hoặc là lúc đó, ông nhớ lại những cái cảnh đẹp ở trên đất nước Ấn Độ này mà ông đã từng đi qua, những cái giấc mộng đẹp đó đó, để bây giờ ông còn nhớ rành mạch từng chi tiết một, phải không ạ? Ông với lời là không phải chỉ một giấc mộng, mà tôi đã từng có nhiều giấc mộng như thế. Tôn giả đồng nữ lý luận tiếp: có những lúc ông mộng về ban đêm, nhưng có những lúc ông mộng về ban ngày. Thì trong lúc ông có những cái giấc mộng đẹp về ban ngày đó, vì ông là một nhà tâm linh lớn, cho nên trong lúc ông ngủ đó, tất cả các gia nhân và những người vệ sĩ phải bảo vệ canh chừng. Và có một vệ sĩ nào, có người bảo vệ nào đã nhìn thấy rằng là thần thức ông nó xuất ra khỏi cơ thể của ông để đi du hành ở một cảnh giới này nọ hay không? Ông nói là dĩ nhiên không có ai thấy được hết. Tôi mơ, nội dung của giấc mơ chỉ có tôi biết thôi, làm sao những người khác biết được, ngoài trừ là khi tôi kể nó ra. Tôn giả Ca Diếp hỏi tiếp: có những tình huống là ông có được một cái năng lực ngoại cảm, biết được những sự kiện sẽ diễn ra, rằng là ở chỗ đó nó có cái cảnh có cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, dạng thù, màu sắc, hình tướng. Ông thấy rất là rõ một, và sau đó ông đã đi đến đây và ông thấy đây là cái thế giới mà ông đã từng thấy trong giấc mơ hay không? Ông nói dĩ nhiên là có chứ. Trong lúc ông thấy những điều nó diễn ra trong tương lai và sau đó ông kiểm chứng nó là một sự thật, thì lúc mà ông đang nằm ngủ vào ban ngày đó, những người gia nhân và vệ sĩ bảo vệ ông có thấy thần thức ông nó xuất ra hay không? Ông trả lời là không. Tôn giả Ca Diếp mà kết luận lại: lúc ông còn sống mà những người xung quanh còn không thể thấy thần thức ông thoát ra bên ngoài, thì huống hồ là một người đã chết rồi, làm sao mà thấy được? Đó là lý luận để cho ông Tề Túc không thể phủ định về sự tiếp tục của đề sau. Bây giờ ta hãy thử lấy vấn đề quang học của bóng đèn để chứng minh về sự hiện hữu của dòng điện. Bóng đèn ở trong giảng đường này có tất cả là
13 cái. Và để cho nó phát quang đối với ống đèn tiếp á, thì nó phải có con chuột, có tăng phô, rồi cả cái đèn tiếp và dòng điện. Nếu một bộ phận nào đó của đèn tiếp bị hư, chẳng hạn như con chuột hay tăng phô hay là cái đèn tiếp nó bị quá đen, nó hết cái quỳnh quang bên trong, thì dầu dòng điện vẫn thường xuyên và thường trực có mặt, nhưng ánh sáng quang học phát sinh từ cái đèn tiếp này không có mặt. Rất nhiều ngôi nhà bỏ quang đó là quang không sử dụng, các cái dụng cụ điện này bị hư, đèn tiếp đó nó không cháy, không vì thế mà ta nói là dòng điện đã chết, dòng điện đã mất, dòng điện không còn hay dòng điện không có. Dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu. Khi đủ các điều kiện và duyên đó thì ánh sáng nó phát ra, còn không có thì nó không có mặt. Thì trong con người cũng vậy. Còn sự sống đó, nó phải bao gồm là thân thể vật lý, chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và khi còn sống đó, thì tâm thức nó được thể hiện qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng. Và khi các giác quan này nó ngưng hoạt động do một cái chi phần nào đó trong cơ thể này đã làm cho não ngưng, tim đứng, sự sống đã kết thúc, thì lúc đó tâm thức này nó thoát ra bên ngoài. Và dĩ nhiên tâm thức nó không phải là một loại vật lý, cho nên ta không thể thấy nó giống như là khói, giống như là hơi nước được. Cái sai lầm của ông Tệ Túc là đánh đồng tâm thức bằng vật lý, giống như các nhà duy vật hiện đại cho rằng là não là vật chất. Mà trên thực tế não không phải là vật, não là vật chất, nhưng mà tâm thức hay là ý thức không phải là vật chất. Cho nên sự ra đi và vận hành của nó đó thuộc về siêu hình học, không thể lấy vật lý và hình học để chứng minh cho nó. Có thể dựa vào cái vận hành của vật lý và hình học để ta biết sự tồn tại của nó, chứ còn không thấy nó hiện hữu như là hơi nước, như là khói mà ta cho rằng là nó không có. Sau khi chết đó là tiếp tục hiện hữu bằng cách là có mặt ở trong một bào thai mới với nghiệp cảm tương thích với dòng họ nghiệp, để khi sinh ra đó nó có hình thù vóc dáng tương thích với cái tổng thể nghiệp tốt và nghiệp xấu mà nó đã làm. Như vậy bỗng dưng mà chúng ta trở thành là anh em, chị em, cha mẹ, con cái, người thân lẫn nhau với một cái họ hàng nghiệp, với một cấu trúc ADN, với một cái hình thù vóc dáng này, với cái phước báo hay là cái nghèo khó, tất cả nó đều có một sự ấn định hết. Vì đến thời kinh nè, hết giờ. Hai luận điểm còn lại có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu vào tháng sau. Ta dừng lại ở luận điểm thứ tư. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 863 2991, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.